nhờ anh em có nhắn tin ở trong video mà Nam đã làm. Anh em có hỏi là liệu là bên trong thân rồi có phải là 100% carbon hay không? Thì hôm nay Nam sẽ cơ vào ra để mọi người biết carbon bên trong thân rồi sẽ như thế nào nhé. Trước tiên thì Nam sẽ cưa cái phần khung vợt trước, xong rồi đến khớp nối chữ T, đến thân vợt và sẽ đến các chi tiết nhỏ ở dưới cán vợt đầy đủ cho mọi người. Thì Nam sẽ cắt dây trước nhé để đảm bảo an toàn. Bắt đầu cưa nha anh em ơi. Đấy, bắt đầu cưa sẽ từ thân vợt trước này. Đây nha mọi người ơi. Đấy, cưa ra cho mọi người luôn này. Đấy, bây giờ thì cưa nốt bên thân bên này. Đây là những cái lớp carbon của vợt. Đấy là lớp carbon của vợt này. Đây carbon này. Đấy, mọi người đã nhìn thấy rồi thì tiếp theo Nam sẽ cưa tiếp phần khớp nối chữ T nha. Đây, cưa cái phần khớp nối chữ T ra cho anh em xem này. Anh em xem carbon với khớp nối chữ T là cực kỳ chắc chắn và dày dặn luôn nha. Đấy. Rồi, mọi người xem được rồi. Bây giờ tiếp tục Nam sẽ cưa phần thân vợt nha. Tiếp tục cưa thân vợt này. Đây, cưa cho anh em thân vợt rồi, bắt đầu đây để anh em xem cận cảnh thân vợt này. Đấy, thân vợt đây, lớp carbon của nó là những cái lớp này này. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi nhá, bắt đầu là sẽ cưa tiếp tục, sẽ cưa đến phần cái đầu cán vợt này này. Cái chỗ cán vợt này cho anh em luôn. Đây là cưa hết toàn bộ khuôn. Đấy, cưa cả cái đầu cán vợt cho anh em luôn rồi. Anh em xem này. Đấy, đầu cán vợt đấy nha. Đấy, đây carbon đây, gỗ đây. Đây anh em xem đây, carbon đây nha, gỗ bên trong đây. Đấy, bên trong các con lớp carbon này nha. Đấy, đầy đủ chưa? Rồi, bắt đầu tiếp theo Nam sẽ cưa đến phần cán vợt. Cưa luôn, cho bên trong gỗ sồi Indo nó như nào luôn. Đây, cưa xong cán vợt cho anh em rồi, anh em xem này. Đấy, cán vợt của anh em đây nha. Đấy, toàn bộ đều gỗ sồi Indo hết đây nha. Đấy, ok rồi. Đấy, anh em còn những câu hỏi hay thắc mắc nào đó, anh em cứ nhắn tin cho sốt nha. Đấy, Nam thì là nay là đã cưa hết toàn bộ cho anh em rồi, cái chi tiết này rồi đầy đủ luôn. Khung vợt này, khớp nối chữ T này, thân vợt đây. Đấy, rồi là đầu cán vợt này và cán vợt.
đầy đủ hết cho mọi người nhìn rồi. Anh em còn bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi thì anh em có thể comment ở phía dưới nhá. Chào tạm biệt anh em.